suy niệm thánh lễ giao thừa nam canh tí bài của linh mục joseph tại duy tuyền tha thứ để có niềm vui xuân ngày ba tháng 10 năm hai chín một thanh niên da đen mười tám tuổi đã làm rúng động nước mỹ và có thể còn xa hơn nữa với thông điệp tha thứ của anh trong phiên tòa xét xử cô amber Guyer 31 tuổi, cảnh sát viên người da trắng. Vì mãi nói chuyện điện thoại cho nên cô đã đi nhầm vào phòng của anh Botham Jung và ngạc nhiên khi thấy anh Botham đang ngồi ăn kem trong phòng khách. Cô liền rút súng ra, cô tưởng anh tấn công mình nên cô đã bắn hai phát súng trúng vào tim anh. Botham Jung, 26 tuổi, người da đen, đã chết trong căn phòng của mình một cách bất ngờ. Ngỡ ngàng không hiểu tại sao mình phải chết. Trong bối cảnh căng thẳng vì vấn đề màu da và vì tình trạng bảo hành của cảnh sát, phiên tòa xử cô Amber Gue đã diễn ra hết sức căng thẳng. Kết thúc 4 ngày xét xử, bầu thẩm đoàn đã nhất trí kết tội cô là sát nhân và kết án 10 năm tù. Người em trai của Botham tên là mười 18 tuổi, khi được cho phép nói lên lời cuối với tội nhân đã sử dụng thời gian đó tại tòa án để đưa ra một thông điệp tha thứ. Tôi không muốn nói hai lần, hoặc hàng trăm lần cô đã lấy đi những gì và bao nhiêu từ chúng tôi. Tôi nghĩ rằng cô biết điều đó nhưng tôi chỉ hy vọng rằng cô đến với chúa với tất cả mọi tội lỗi và tất cả những gì tôi nghĩ là xấu xa mà cô đã từng làm trong quá khứ ai trong chúng ta cũng có thể đã làm một cái gì đó chúng ta không nên làm nếu cô thực sự hối hận tôi biết tôi có thể nói về phần tôi là tôi tha thứ cho cô và tôi biết nếu cô đến với chúa và xin ngài tha thứ thì Ngài sẽ tha thứ cho cô. Thật tâm, tôi không muốn cô phải ngồi tù. Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu cho cô. Ngập ngừng một lúc, anh quay sang phía chánh án hỏi. Tôi không biết tôi có thể dành cho cô ấy một cái ôm không? Xin vui lòng cho phép tôi. Bà chánh án Tammy Kem rất bối rối trước đề nghị này. Sau một lúc suy nghĩ, bà nói, được chứng kiến cảnh này bà chánh án tham Kem đã sơ lệ. Đây thật là một tấm gương đáng kinh ngạc về tình yêu và sự tha thứ khi giáo. Chàng trai 18 tuổi đã thay anh tha thứ cho người sát hại anh và khuyến khích cô ấy hiến dâng cuộc sống của mình cho Chúa Kitô để bù đắp tội lỗi mình. Hôm nay, đêm giao thừa, Nhắc lại sự kiện này, như muốn mời gọi tất cả chúng ta điều gì tha thứ được thì hãy tha thứ, điều gì có thể quên đi được thì hãy quên đi. Nhất là hãy quên đi oán giận, hận thù gánh ghét để cho tâm hồn thanh thản bước vào một mùa xuân mới của đất trời. Và nếu chúng ta là người đã nhận được sự tha thứ của anh em thì hãy hiến dâng cuộc sống mình phụng sự cho Chúa để bù đắp lại tội lỗi của mình và giây phút giao thừa đã gần tới giây phút tống cựu nghinh tăng là tống bỏ đi những điều không tốt để đón điều tốt đẹp đến với chúng ta giây phút này chúng ta hãy can đảm bỏ đi những đố kỵ giận hờn ghen ghét hãy làm mới tình người qua tinh thần hòa giải yêu thương giây phút này không ai muốn ưu phiền càng không muốn những điều bực dọc đến với mình Hãy gác lại những bất đồng ý kiến Những thành kiến cố chấp Để cùng nhau đón một mùa xuân yêu thương và hạnh phúc Nhưng điều Chúa muốn chúng ta là phải dấn thân Để hoàn thiện Như cha anh em trên trời là đáng hoàn thiện Vạn vật vào xuân để thay đổi Thì con người muốn thăng tiến cũng phải vươn lên để hoàn thiện hơn Xin Chúa giúp chúng ta tống bỏ đi những điều xấu để mặc lấy con người mới. Con người đầy ân sủng của Chúa sẽ mang về cho nhân gian niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho đêm giao thừa chúng ta tràn ngập tiếng cười vui và muôn lời cầu chúc tốt đẹp dành cho nhau. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền